Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Putin hát trong đám cưới của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga. Putin thể hiện ca khúc Katyusha nổi tiếng, em hát lời Việt, còn MC Thanh Bạch hát phần lời bằng tiếng Nga. Trong buổi tiệc cưới lần thứ 8 với mục đích từ thiện của MC Thanh Bạch và bà chủ Thúy Nga Barry Banai diễn ra vào trưa ngày 14 tháng 7 vừa qua, hiện tượng mạng Putin là một trong những khách mời đến tham dự. Cậu nhóc 5 tuổi diện đồ vest cài nơ đỏ rất đậm dáng. Trong buổi tiệc, Putin mạnh dạn lên sân khấu trình diễn cùng chú rể. Cả hai cùng hòa giọng trong ca khúc Katyusha, em hát lời Việt còn MC Thanh Bạch hát phần lời bằng tiếng Nga. Làm quen với sân khấu từ nhỏ nên cậu nhóc rất dạn dĩ và tự tin. Putin và MC Thanh Bạch tung hứng ăn ý, tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Màn trình diễn ngẫu hứng của hai chú cháu nhận được nhiều sự cổ vũ của các quan khách. Nhiều vị khách lên hẳn sân khấu để cùng nhảy múa. Putin là thí sinh của Người Hùng Tí Hon mùa thứ nhất mà Thanh Bạch tham gia với vai trò giám khảo. Do đó, nam MC sinh năm 1959 dành cho tài năng nhí này tình cảm rất đặc biệt. Những hình ảnh này được chia sẻ trên fanpage của Putin thu hút 22.000 lượt thích và gần 170.000 bình luận. Trong hình, cậu bé chụp ảnh bên cạnh bánh cưới cùng đôi vợ chồng. Không chỉ được Thanh Bạch cưng chiều mà cậu bé còn được các nghệ sĩ, cô chú yêu quý vì nét đáng yêu mũm mĩm và rất lễ phép. Cậu bé chụp ảnh cùng Khánh Thi, một trong những khách mời của lễ cưới. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.